Chào các bạn, chúng ta cùng đến nhận định giữa tuần ngày 28 tháng 7. Có nốt ngày mai là ngày cuối tuần. Thì như dự báo đầu tuần vừa rồi thì mình cũng đã nói với anh em về con Uzi khi giá quay trở về cái ngưỡng đó là 137460, 137380. Các bạn có thể xem lại clip mình cũng đã nói con về vấn đề Uzi là giá có khả năng về đây và bắt đầu quay đầu. Thì giá đã chạm đúng cái ngưỡng này và bắt đầu gì? Quay đầu. Tín hiệu rõ nhất vào ngày 1 vào khoảng 1 giờ vào ngày hôm kia. Thì giá cũng đã quay lại đây và đầu từ chạm đây đúng đây làm sao rơi luôn. Và hai ngày nay thì Uzi điều chỉnh sau việc là Fed đã công bố lãi suất là tăng lên 0,75%. Đó và dự trù trong năm nay có thể tăng đến 3,2%. Tuy nhiên đến tháng 9 thì mới tiếp tục là việc tăng lãi suất, vậy có nghĩa là còn 2 tháng, tháng 8 và tháng 9 nữa thì có khả năng làm sao các cặp tiền có khả năng sẽ có sự đảo chiều và sự hồi phục. Sau một chuỗi tăng vừa rồi của Uzi thì có khả năng Uzi sẽ bắt đầu làm sao có sự hồi phục. Đó, thì ngày hôm nay và ngày mai thì có thể làm sao Uzi sẽ đạt được cái target như hôm vừa rồi mình bảo mọi người đấy, canh vùng sọt như hôm trước là ở vùng trên này này. Đó. Thì hiện tại thì cũng có khả năng làm sao cho target là đến lại cái vùng này. Thì cũng đã được rơi khoảng đến 9R. Đó, 19 và 1 ăn 9. Đó, cũng gần hit cái target này rồi, là 134479 này. Đấy, 134350. Không sớm thì muộn sẽ hit thôi. Đó, thì khối lượng volume lên đây ở cây này cũng khá là đột biến. Đó. Đối với EU thì EU hiện tại thì như các bạn đã nhìn thấy đây, EU cũng đã có sự phục hồi rất là mạnh. Đấy, khi sẽ chạm đúng đây. Đó, trên daily các bạn sẽ nhìn thấy rõ luôn, tất cả những vùng này mình đã kẻ sẵn rồi. Đó, nếu bạn sẽ chạm vùng này mua. Đó, thì khả năng sau EU chúng ta sẽ canh lên đây chút lời. Đó, không thì bây giờ chúng ta có thể chốt ướt một nửa đi. Đó. 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 Đến vàng. Vàng đấy, như các bạn mình như hôm trước mình có bảo rồi, canh ở vùng ở những cái vùng dưới này thì các bạn có thể để mua vàng. Thì đây, cái vùng mình bảo mọi người đây là vùng 1719 và cắt lỗ ở dưới cái vùng bao nhiêu 1703 1705. Thì hôm vừa rồi AM đặt lệnh chờ đây thì các bạn cũng đã ăn được rồi. Đó. Target là 1750 thì khả năng là hit rồi đây này. Đấy, đúng đến 1750. Xa hơn thể 1758 1760 tùy các bạn. Rồi hiện tại thì chúng ta cũng đã làm sao nhìn thấy là gì? Cái vùng tiếp theo của vàng sẽ test tiếp theo là vùng 1770. Vậy nếu như cũng muốn sell chúng ta sẽ đợi lên vùng này có tín hiệu chúng ta cũng sell. Còn vàng như hai như từ đầu tuần giờ thì chúng ta cũng đã hoàn thành chỉ tiêu với cặp Uzi và cặp vàng rồi. EU thì cũng đã bắt đầu hit điểm vào lệnh. Đó, UCAT thì hiện tại thì cũng đã, nếu như bạn đi theo chiến lược thì đoạn này cũng đã SR. Đó, thì thôi, kèo này chúng ta bỏ. Đó, GU thì cũng có sự hồi phục nhỏ. Đó. Các khi tiếp theo của GU cũng có thể lên trên cái ngưỡng 1.22. Tuy nhiên bây giờ cũng không có điểm mua nữa rồi, chúng ta đợi lại quanh vùng 1.20 chúng ta mua. Đó. Thì trên đây là những cái điểm cập nhật mình nói với mọi người. Còn ngày mai là ngày cuối tuần thì xem xét những cái lệnh mà chúng ta vào đang lãi thì chốt bớt đi hoặc là cắt hết toàn bộ sang tháng mới tìm điểm vào tiếp theo. Chúc các bạn có một tuần giao dịch cuối tháng thành công và hẹn gặp lại các bạn với những nhận định của tháng 8 tiếp theo và cũng như tháng cô hồn. Tuy vì tháng cô hồn thôi thì chúng ta vẫn có thể kiếm lợi nhuận được từ cái ngày giao dịch này. Hẹn gặp lại các bạn vào trong nhận định của tuần sau.